ơi, ơi, ơi. Ô, mình không nghĩ là nó bay lên đây được luôn á. Sợ vãi. Ok, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Gà đây. Và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft Đại dịch năm ký sinh tập tiếp theo. Yeah. Và như các bạn đã biết, tập trước mình đã có xuống hang đi mai, cũng như là mình có đi phiêu lưu và gặp một đám sét sống. Tập trước thì mình chưa có chế tạo súng AR. Tập hôm nay mình sẽ cố gắng chế tạo cây AK-47. Đây là cây súng mình thích này. Thì mình mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ series sinh tồn đại dịch nấm của mình, để mình có động lực làm nhiều tập cho mọi người xem ha. Chỉ cần mọi người like mạnh cho mình là mình có động lực lớn rồi. Mình sẽ đi ngủ ha. À, thì nhiều bạn bảo là mình nên di chuyển căn cứ đi. Thì mình có nói rồi ha, là cái căn cứ của mình á, khi nào mà nó thất thủ á, thì mình sẽ di chuyển ra biển mình ở. Mấy bạn bảo là mấy con nấm mà đột biến á, là nó đào lóc vô được. Thì tới đó rồi tính, tới đó mình có súng mạnh mà. Nếu mà thất thủ thì mình di chuyển ha. Thì trong tập hôm nay á, mình sẽ làm full cái chỗ enchant ha. Thì mấy bạn bảo là chế tạo cái CDU á, đây CDU này, phải cần bỏ băng xanh, với lại là chế tạo xong mà mình bỏ nguyên liệu vào á, thì nó cũng không có đẩy lùi đại dịch đâu. Nó không có đẩy lùi nha, mà nó sẽ làm cho cái chỗ nấm á, không có lây lan ra nữa. Các bạn hiểu không, là đại dịch nó vẫn còn. Mình cần thêm cái steel để mà chế tạo thêm áo giáp, với lại gum metal khá là ít á. Mình cần thêm sắt với lại gum metal mới chế tạo được súng AR. Mà thuốc súng của mình chỉ còn nhiêu đây à. Ờ, để mình coi đã. Thuốc súng còn có 10 à. Mà thôi, mình chế tạo một ít đạn đi ha. Chứ mà xuống hang không có đạn mình sợ quá. Đây, mình lấy một ít đồng ra. Ok, có nhiều đạn rồi nè. Mình sẽ bấm bản đồ lên coi thử là gần đây có hang lava hay không. Ờ, đây nè mọi người, hang lava. Yeah, may quá có hang lava ở gần. Khỏi phải xuống hang để đào ha. Mình cần nhiều hắc diện thạch nè, để làm cổng địa ngục cũng như là làm bàn phù phép luôn. Mình không nghĩ là trong khu rừng này nhiều lính tới vậy luôn á. Quá trời lính luôn. À, sẵn tiện chặt gỗ luôn nha. Các bạn cho mình ý kiến là nên đặt nút xung quanh nhà để mà zombie khỏi xuất hiện. Ha, tại sao mình không đặt nút ra thử? Lỡ mày đặt nút ra tụi zombie nó không xuất hiện thì sao? Mà đặt nút nhìn nó cứ kỳ kỳ sao á. Thôi, khỏi luôn. Một hai con zombie nó xuất hiện chắc là không sao đâu. Khi nào mà nó xuất hiện cả đám ở trong nhà thì mình mới sợ chứ. Xuất hiện có một con mình xử lý được. Bây giờ mà farm Reaper để lấy thuốc súng á thì lâu quá. Mình cần phải làm cái gì đó để có nhiều thuốc súng. Làm mấy farm mớp hả? Nhiều bạn cũng bảo mình làm mấy farm sợi chỉ mà mình cũng lười quá. Trong thế giới này mình chả muốn làm mấy farm chút nào luôn á. Mình muốn sinh tồn phiêu lưu hơn á. Đây, ở trong mấy cái rương này cũng có thuốc súng này. Mình đào 14 cục hắc diện thạch nha. Ok, đã đủ rồi. Và trời cũng sắp tối luôn, tranh thủ về nhà. Thanh niên này là người. Ê, nó muốn đánh mình. Thanh niên này cũng rơi ra cái hạt này nè. Với lại thịt người, ghê quá. Thịt người mình chưa ăn bao giờ nha. Mình có nung lên nhưng mà mình chưa ăn. Ê vãi, trời ơi, ông nội này chết ở trên cát hoài. Cắm đầu vô cát luôn. Còn bộ xương không à. Giờ mình mới biết á. Mình lấy được không ta? Ê, vãi, có vụ này luôn hả? Đêm nay không biết là ngủ được hay không. Lần trước á thì có cái vụ ngủ không được đúng không? Là do mình sợ hãi quá hay sao á, nên là ngủ không được. Vãi, tôi có sợ gì đâu, bình thường mà. Ok, chúng ta đã có đủ hắc diện thạch để làm cổng đi ngục nè. Đặt cái mạng nhện này ra để mình lấy sợi chỉ. Cắt cái chỗ thịt người này vô luôn, ghê quá. Ai mà ăn thịt người? Đây, rất nhiều sắt luôn. Lấy thêm gỗ ra. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo bột sắt. Chế tạo thêm 10 cái nữa. Mình đặt vào chỗ này. Ồ, thiếu một cái. Thế là đã full cái chỗ enchant nha. Rồi sau đó mình chế tạo cái bàn phù phép. Mình đặt vào. À, cái vụ zombie cắn á, là có nhiều bạn bảo là phải cắn táo vàng thì mới giải được cái chất độc, chứ mà ăn bình thường hay là uống sữa bò á, thì nó không có giải được. Cố gắng làm gì không biết nữa. Có chui vô được đâu. À, cái thằng sát thủ này. Mày có dao, tao có súng. Ok, đây là, ơi, steel ngon á.
mình đang cần cái này luôn. Mình cần cái raw steel để chế tạo áo giáp. Chứ mặc cái áo giáp này mạnh thật á, nhưng mà nó xấu vãi, mình không thích. Nhiều bạn bảo là phải chế tạo áo giáp nấm thì mới chống chọi ở trong thế giới này được. Chứ mà mấy cái áo giáp bình thường này là nó cắn cái một à. Thì kệ đi, có áo giáp là được rồi, mạnh yếu cái gì tầm này nữa. Con quỷ anime này nó đứng gần là mình không thấy đường. Có cái vụ này luôn. Kiểu như mod thực tế nó làm cho mấy con mob này trở nên mạnh hơn hay sao. Nhất là con quỷ anime đó, nó tới gần là chả thấy đường. Mà sao nhìn cái hang này nó quắn tanh vậy? Ghê nha. Hang tối lắm mà sao nó quắn dữ. Đào thêm than luôn. Mình phải cố gắng tiêu diệt nhiều zombie ở trong tập này để farm kinh nghiệm. Về nhà mình enchant đồ ha. Mình không nghĩ là mấy thanh niên kia gan dạ tới mức là tới gần cái hang ký sinh luôn. Rồi bây giờ chúng ta cố gắng đào thêm nhiều raw steel nha. Thay ma này. Ui, con gì đó. Tiếng của mấy con nấm ký sinh. Xuống đây là phải đem theo súng này, đem theo nhiều đạn. Nữa hả? Nước hồi vậy. Hang nước này rộng á. Ờ, nó dẫn mình đi ra ngoài. Ui, ở ngoài có zombie nha. Con đó mặc giáp hơi trâu nên là dùng súng bắn phí đạn lắm. Ui, mạch khoáng sản đồng nè. Quá trời đồng luôn. Nhưng mà mình không cần. Mình cần cái raw steel này nè, với lại sắt. Đồng thì mình có nhiều rồi. Ồ, cái đỏ đỏ này là gì vậy? Ê, ruby, no. Ui, nó trôi thẳng xuống kia luôn. Ruby quan trọng lắm luôn á. Ê, ruby này, mày quá. Mình nhặt lại được rồi, mình cứ tưởng mất. Cảnh sát à. Cảnh sát, cảnh sát bị con nấm kia dí. Nó ăn là nó tiến hóa nha. Ui, con kia ba đầu luôn, áo vải. Gớm vậy, ba đầu luôn á. Ui, tụi này đứng xa mà kêu ầm ĩ luôn. Gớm quá. Đây, nó vừa ăn thịt zombie cảnh sát để tiến hóa này. Đợi, đợi, đợi mọi người thấy không? Tiếng hóa chưa? Lão, lão. Ui, tính ra con này mạnh dữ. Hay là mấy con kia nó không tấn công con này ta? Nửa kìa, nửa kìa. Nhìn nha, nó mạnh lắm. Đấy. Ui, không thể tin được luôn. Mình thấy scare xuất hiện khá là nhiều. Ghét mấy con scare này ghê. Ê, đây 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 đây. Thầy ma hả mày? Sao lại nghe tiếng ở đây? Không hiểu luôn, con thầy ma ở đây. Ấy da, con quỷ scare này. Bố láo hả? Nhiều scare lắm. Ê, kim cương. Ngon ngon ngon. Ê, sao có hai cục vậy? Ê, cứ tưởng có hai cục chứ. Nói, ba cục là được rồi. Lại là scare. Ui, có khi mình bắn nó gây tiếng ồn, mấy con kia nó xuất hiện không ta? Mà chắc là không có đâu. Ê, có con gì tới gần mình này. Ê, gớm mày ông nội. Ê, ê, vai. Súng, súng, súng. Nó quăng shit. Con này nó chơi bẩn nha. Không ổn rồi, không ổn rồi. Chạy thôi, chạy thôi. Chỗ đó nhiều khoáng sản quá. Chưa kịp đào. Hình như con này nó tiến hóa rồi này. Ê, nó tiến hóa thành con có cánh luôn. Gớm vậy. Nhớ cái con hồi nãy không? Nó ăn mấy con cảnh sát ấy. Giờ nó tiến hóa lên
một cánh ra. Ăn nữa đi. Đó, ăn xong tiếng hóa nha con. Kiểu như là mình dụ tụi này tới cho nó ăn, rồi nó tiếng hóa lên mình giết nó, mình được nhiều đồ á. Hay. Đấy, nó mạnh lắm nha. Rồi, bây giờ mình xử lý nó cho mọi người xem. Ôi. Ôi, mình không nghĩ là nó bay lên đây được luôn á. Sợ vãi. Mình muốn xuống dưới nhặt đồ quá. Phải hạ con này trước. Con gì đó. Tiếng của nó to lắm nha. Ô, một ít đồ nó trôi xuống đây rồi. Mình... Ừ vãi ạ. Này thật. Đồ của con đó mình nghĩ là nhiều lắm. Mà nó trôi xuống dưới hết rồi hay sao á. Lại là gặp con rết nghìn năm. Nó đang bỏ tới mình hay sao á. Y, nấm nó bốc lên kìa. Các bạn thấy không? Cái khí độc của cây nấm. Đây, cái khí độc của cây nấm nó vỡ ra này. Nó làm cho mấy con mớp biến thành ký sinh hết luôn. Runner hả mày? Cảnh sát lòi tim ra ghê quá. Chắc là lên phía trên thôi. Mình nghĩ vô đây khoáng sản là đủ rồi. À đúng rồi, cái vụ mà zombie tấn công mình ở đợt trước á, tấn công ồ ạt tới á, mấy bạn bảo là lấy xuống lava đổ xuống ha, để cho zombie nó chết nhanh hơn. Nhưng mà mình nghĩ là không nên đâu. Tại vì đổ lava kiểu đấy á, là mất kinh nghiệm, mất item nữa. Mình cần nhặt item của nó mà. Biết là đổ lava kiểu đấy á, thì giết tụi nó nhanh. Nhưng mà làm như vậy thì lỗ lắm, đúng không? Steel ingot với lại là cái steel plate này lấy ra luôn. Rồi lấy cái gum metal này ra luôn. Bây giờ là không có nguyên liệu để chế tạo áo giáp nấm, cho nên là chuyển qua chế tạo áo giáp SWAT trước đi ha. Mình muốn chế tạo full bộ mặc cho nó ngầu thôi, chứ nó cũng không mạnh lắm đâu. Đây nè, chúng ta cần 2 cái mảnh này và 4 cái steel ingot. Ồ, vậy là đủ rồi. Đây, 4 cái cục này, ra được cái cục này. Combat vest 7 giáp, ngon hơn áo giáp này. Áo giáp này, ui vãi, áo giáp này ngon hơn chứ. Biết là đồ này ngon nhưng mà mình thích mang đồ đặc nhiệm hơn. Thôi, bỏ vô đi, lấy thêm steel ingot ra. Sau đó là chế tạo cái mũ này. Đó, vậy mới gọi là đặc nhiệm xét sống chứ. Vãi cả đặc nhiệm xét sống. Nói chung là bộ này ngầu nhưng mà nó không được mạnh bằng bộ kia. Rồi mai mốt mình có đồ mình nâng cấp lên. Ồ, sao mà thiếu nhiều thứ vậy ta? Cái này là cái gì? Cái dây này thì có rồi mà cái này là cái gì? Tiếp theo là internal. Là cái này ha. Mình chế tạo cái này. Chế tạo 8 cái. Wow, mình thấy là tốn khá sắc rồi đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, tốn khá sắc. Chỉ còn có 7 mảnh gum metal này thôi. Sắt thì đủ, nhưng mà gum metal anh có thì mình thiếu. Đây, mình chế tạo thêm nha. Mình cứ chế tạo hết đi ha. Rồi, mình sẽ bỏ vào lò nung. Để nung lên. Tiếp tục đi mai nha mọi người. Để chế tạo áo giáp mạnh, cũng như là tìm thêm nguyên liệu để chế tạo súng AR. Bây giờ mình sẽ xuống cái chỗ này để đào khoáng sản kia. Mình không biết đó là khoáng sản gì. Cứ đào thử đi ha. Đây nè. Tin. Cái tin này thì cũng cần á. Nhưng mà ở nhà mình có nhiều rồi. Cứ đào tiếp đi ha. Ở đây có một con zombie đột biến này. Nhìn nó ghê quá. Cái tay của nó bị tách ra ấy. Mình sẽ xử lý nó bằng cây gậy này. Chứ dùng súng uổng lắm. Nó bị kẹt ở dưới nước mà. Châu vãi. Ui may quá nó chưa lây nhiễm cho mình. Sợ nha. Đâu ra ở phía trên rơi xuống chứ. Mình sẽ đi vào cái hang này. Tại vì cái hang này mình chưa đi vô á. Tiếp tục mình sẽ đi thẳng vào cái hang này. Hình như là đường cùng rồi. Thôi kệ, vô đây đào được một đống sắt. Dạ, được 22 cục sắt này. Ê. Cũng có luôn. Runner. Bố láo hả mày. Mình sẽ đi lên trên này coi thử. Cái hang này cũng sâu á. Ồ, trên này không có đường đi. Aluminium. Đào luôn.
Ui, gì vậy? Ui, con này nhìn nó đô thật á. Súng không bật lùi ra luôn. Từ từ, con này là phải đặt lóc lên cao ba lóc. Ê, scare, trời ơi, bắn đi. Không sao, mình còn nhiều đạn lắm. Bây giờ xử lý cái con quỷ này thôi. Trời ơi, nó trâu thì khỏi nói luôn á. Con này mà dùng súng bắn nó thì tốn đạn lắm. Đặc nhiệm nữa kìa. Chết rồi, bị bỏ quay rồi. Con quỷ đặc nhiệm này chơi tao hả? Mày thích chơi tao hả? Đào đấy. Tao cũng là đặc nhiệm nha con. Ý, đá củi. Ủa, hay à, cái gì vậy Ske? Gặp mày hồi vậy. Ngán nhất là con Ske nha. Rồi xong, hiểu luôn. Vậy mà nó cắn được mình chứ. Ô, 4 phút. Nước. Rồi đặt lóc về nhà thôi. Rồi tiếp tục mình sẽ nung mấy cái raw steel này lên. Đây mình có nhiều lắm, nung lên để mình nâng cấp áo giáp chứ. Quá đơn giản luôn, còn 20 giây nữa là hết rồi. Còn cái hiệu ứng vết cắn này á, có nghĩa là khi chết mình sẽ biến thành zombie. Nó hết cái này thì mình sẽ không bị chết. Ủa gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ê, nó nâng lên level 2 rồi, vãi cả trướng à. Vậy là mình biến thành zombie hả? No, mình không muốn. Mình không muốn chết đâu. Ui vãi, nó rút nhanh cực kỳ luôn. Ui, no, nước. Sắc bén đánh bật lùi. Đánh bật lùi. Hiệu suất 2. Gia tài hiệu suất chậm hỏng. Ngon đấy. Thôi enchant áo giáp luôn đi. Chứ bây giờ để mất kinh nghiệm uổng quá. Bắt đầu ráp súng thôi. AR. Đây, súng AR đầu tiên mình có. AK-47. Yes. Lên đạn. Rồi cây AK này bắn bằng đạn 7.62. 7.62 là đạn này. Cần 2 đồng với lại thuốc súng. Ui, thuốc súng đâu ra? Bây giờ kiếm đâu ra nhiều thuốc súng để chế tạo đạn bắn AK đây. Tiếp tục uống nước nào. Ô, lần này bị gì vậy? Bị choáng, bị đói. Mình hết bị đói rồi. Chỉ còn cái hiệu ứng này nữa thôi. Yeah. Sắp sống sót rồi. Nó nâng lên level 3 luôn. Ồ, không sao hết, có tao vàng mà gát. Bình tĩnh thôi. Tao vàng à, vậy cho nó nhanh. Đúng không mọi người? Vậy cho nó nhanh. Thôi thì chúng ta chế tạo một trái táo vàng để sẵn đi. Cái hiệu ứng này thì vẫn còn nha. Cái hiệu ứng kia thì bị xóa bỏ rồi. Còn về mấy cái nguyên liệu để nâng cấp giáp á, thì mình sẽ để sau. Bây giờ mình không muốn đi mai nữa. Nãy giờ mình đi mai 2 lần rồi. Bây giờ xuống hang đi mai thêm một lần nữa thì nó hơi chán ha. Ê, tính ra là kế bên có một ngôi làng luôn nè. Lỡ may trong làng có nhiều thuốc súng thì sao? Trời, ông nội này chết thảm vậy trời. Dân làng rất là bình thường nha. Không bị sao hết. Có lúa. Mình nghe có tiếng quái vật, nhưng mà không biết nó nằm ở đâu. Có thể là tiếng của một con tinh tinh, hoặc là một con zombie ở dưới hang thôi. Ê, khoan nha. Mình thấy có một cái hình ảnh nhân vật lạ lắm. Con gái, không phải thanh niên này nha. Thanh niên này là kẻ cướp. Ê, thêm ma. Ủa, ở đâu vậy? Không phải đâu mọi người ơi, hình con gái nhưng mà là cái cướp. Là mừng hụt. Phòng thí nghiệm, có nên xuống không ta? Trong này có khá là nhiều mạng nhện. Phòng thí nghiệm bỏ hoang mà. Ui, chơi bẩn núp sau cửa hả mày? Ồ, toàn là hạt sắt không à.
bỏ vào ba lô đi. Trên này còn rơm hay không? Để mình xem thử nha. Chắc là hết rồi. Ê, dân làng bị thay ma dược. Phải cứu, phải cứu. Vô chôm rơm của mấy ổng. Thấy tội lỗi lắm rồi. Ui ui ui, toàn mình. Cứu bản thân mình trước đã. Tới đây nào. À, tụi nó bị kẹt rồi. Khá là nhiều thay ma á. Trời mưa như vậy mà cũng có thay ma nữa. Ê khỉ. Ê khỉ. Khỉ nó ném đá trời. Trời ơi, nó ném đá mình. Tao lột xác tụi mày hết. Dám ném đá vào mặt tao. Dạ, đêm nay ngủ bình thường. Cứ tưởng ngủ không được là toan cái dân làng này luôn á. Mục tiêu của chuyến phiêu lưu lần này đó chính là tìm nhiều thuốc súng. Chỉ có vậy thôi. Mình cứ tưởng là mấy con khỉ thầy tu này nó hiền lành. Ai ngờ là nó cầm đá nó chọi vô mặt mình. Ê, gì kia? Mình phát hiện ở dưới nó có một cái gì đó. Hay nè, xuống xem thử luôn. Chắc là không có nấm ký sinh ở đây đâu. Stronghold hả? Ê, giống Stronghold vậy. Nhiều Reaper lắm. Phải đào từ từ xuống thôi. Không thôi là gãy chân á. Vãi. Mình bắn ở phía trên mà nó nổ được luôn. Uống nước để hồi máu này. Thiết bị đá đỏ. Con nhện mà nó kêu tiếng zombie. Ghê thật. Đây rồi. Lòng spam. Ê, chết rồi. Ui may quá, nhảy qua được. Ok, mình nghĩ là tập sau mình sẽ khám phá căn hầm zombie này. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Bye bye, hẹn mọi người vào video Minecraft lần sau.